Hôm nay mình lại làm một cái video nho nhỏ nữa để giới thiệu các bạn là cái cách trồng các cái cây cây lan, cái cây dài hạt mà các bạn coi là quý mà các bạn cưng nó, để một cách rất là đơn giản. Thì dài hạt thì các bạn biết rồi, nó thích thoáng nhưng mà phải ẩm. Thì ở đây mình trồng á, là trên cơ bản là mình trồng á là trồng chậu, tại vì các hầu hết bây giờ những anh em bây giờ trồng lan á, những cái cây lan quý của họ thì họ trồng là xu hướng là họ trồng trong chậu và để thân đứng, đặc biệt là di linh. Thì hôm nay mình cũng trồng theo cái cách đó. Thì đây đây là cái cây di linh trắng của mình đây. Đây một cái đây là mình đang có hai cây di linh trắng, là lấy ra làm ví dụ, hai cây di linh trắng và một thân có một mắt ngủ à các bạn ha. Thì trồng á, để trồng để chuẩn bị trồng á, thì ở đây mình cũng tương đối đầy đủ đồ. Đây là mình để giữ ẩm á, thì mình cho một cái số giớn giớn chi lê, giớn chi lê mình đây là mình xài giớn chi lê không thôi, giớn chi lê vào trong cái túi lưới để giữ ẩm. Rồi mình dùng một ít mút than để độn, để cho cái này là những cái này là chỉ là rẻ thôi, còn cái mà chính giữ đây đó là vỏ thông New Zealand ha, các bạn nhìn thấy ha, vỏ thông New Zealand đấy. Thì đó là các thứ mà để chuẩn bị cho cái khâu trồng. Thì trước mắt á, là chúng ta sẽ lấy một cái miếng này, cái miếng dớn trong lưới này, chúng ta để một cái đã có mầm lên. Và chúng ta dùng một cái sợi dây này, dây giờ là dây dây kẽm có bọc này, thì dây gì cũng được, các bạn sử dụng dây gì cũng được, nhưng mà đừng để, nói chung là dễ làm và đừng để tổn thương cái cây lan của mình thôi. Và về cái mục đích cốt yếu cuối cùng đó là gì, là định vị và giữ chắc cái cây lan mình muốn trồng lên trên cái miếng giấy này. Và sau đó là mình đưa vào chậu. Mình không mình đang làm trước cái thao tác này, bởi vì trong cái chậu này mình sẽ trồng tất cả là hai cây di linh trắng này cộng với cái mắt ngủ này, nên là mình sẽ làm luôn cả ba cái cho nó xong. Đây đấy các bạn nhìn thấy này, mình đưa xuống xu hướng là cho rễ nó sẽ đâm vô cái vị trí mà sẽ có cái độ ẩm tốt. Đấy mình sẽ ràng vào đây, mình sẽ ràng vào đây đấy, mình sẽ rang vào đây đấy, các bạn nhìn thấy rất ư đơn giản, rất ư đơn giản, mà cái tỷ lệ thành công thì hầu như là 100%, tuyệt vời. Đấy đây cái này đây, các bạn nhìn thấy cái mắt ngủ không, cái mắt ngủ không. Nếu mà lan thường thì mình không làm như vậy đâu, mình chia nó từ bộ này ra, nhưng mà nếu mà lan thường thì thôi mình không có tiếc mắt ngủ này, nhưng mà cây này thì nó, nếu mà bỏ như vậy thì nó phí quá, nên là mình làm như thế này không, cái tỷ lệ thì thành công mà để đâm đâm chồi thì phải kỹ, bởi vì nếu mà nó nhũng, nó ngậm nước quá thì nó sẽ bị nhũng, bởi vì mình cắt hơi bị sát cái mắt ngủ. Nhưng mà nó có những cái đoạn này là mình nghĩ là hy vọng là nó sẽ nuôi tốt, nó sẽ có cái cơ hội đâm chồi lên đấy. Và những cái khâu chuẩn bị là xong ha. Đấy bây giờ là bắt đầu là mình bỏ mút, mút để làm gì, rẻ thôi, để cho nó nhẹ dàng treo rồi nó không có bị quá ẩm. Đó, than cũng rẻ hơn cái vỏ thông đấy, đấy dễ dàng đơn giản đấy. Xong rồi bắt đầu mình bỏ một ít vỏ thông đấy, vỏ thông cho nó bằng lại, bằng mặt lại, bằng phẳng lại đấy, các bạn nhìn thấy không, hơi nhiều rồi bỏ ra đấy. Bắt đầu là mình sẽ bỏ cái bố trí cái những cái kia này đã bó là vào đây đấy. Bố trí cái kia này á, thì các bạn cứ bố trí làm sao mà đều trên cái chậu mà các bạn cảm thấy là mình thích là ok, nó không phải bắt buộc điều gì cả đấy, mình thích là mình ok thôi đấy. Đó. Hai các bạn ha, đấy 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 đây.
Rồi bắt đầu là sau đó là mình bỏ một ít vỏ thông vô lên để cho nó bằng mặt, cho cái này là để mục đích là giữ giữ ẩm cho cái miếng này. Vỏ thông nó rất là ư là lợi hại nha. Vỏ thông thì khi mà các bạn trồng như vậy mà để ngoài trời cũng 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 không không sao, bởi vì mưa nó mưa mấy đi nữa rồi sau đó thì nó sẽ rút nước và nó giữ một cái độ ẩm gọi là rất ư là phù hợp với lan. Kinh nghiệm nhiều rồi, dớn là chỉ mùa nắng và tưới bằng tay trong một cái nhà là gọi là điều cân đối được nước. Chứ những bạn nào mà trồng ở ngoài ngoài mưa đấy, bạn nào mà trồng ngoài mưa mà chơi một cái dớn này không thôi, hay là rêu không thôi, thì coi như là cái cơ hội mầm bệnh phát triển và thối nhũng thì rất ư là tuyệt vời đấy, các bạn nhìn thấy không đó. Đấy đó là tương đối ok đấy, xong các bạn đã xong đấy. Thế là mình xong một cái chậu là di linh trắng của mình đây, mình nghĩ là cũng được rồi đấy. Đây và mình cũng giới thiệu luôn các bạn, trước đó mình cũng đã trồng rồi đây, hai cái giò núi chúa của mình đây, mình đã trồng đây các bạn thấy không đấy, cũng cái miếng dớn vô trong cái túi lưới đây. Cái kia này nó còn xu hướng mọc lên thêm ở đây nè, thấy không, tuyệt vời chưa. Đấy kia con này nè, có một cái con này còn rễ nè, các bạn nhìn rễ rất tuyệt vời, rễ nó ăn sâu vào rồi, trồng cái này khoảng tầm 3 tuần thôi, nó ăn sâu vào trong 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 cái giếng này rồi, rồi sau đó nó sẽ ăn ra bên ngoài đấy, nó ăn ra than, các bạn thấy không, nó ăn ra than, tức là gì, cái miếng giếng này là giữ ẩm nè, giữ nước cho nó đầy đủ cân đối nước nè, còn nếu nước dư quá thì nó sẽ lan ra than và vỏ thông, thì nó sẽ giúp cho cái lan rừng chúng ta đủ độ thoáng mà độ ẩm cần thiết. Nên là vỏ thông mình thấy để trồng cho những cái nhánh lan quý của mình này, mình thấy nó rất là phù hợp và tuyệt vời. Đây, rồi, cảm ơn các bạn đã xem video.